cơm muối. Món ẩm thực rất xưa mà cô luôn luôn nghiên cứu rất là sâu, và cô Trà đã người là người truyền lại dạy cho tôi. Ẩm thực của Huế chịu ảnh hưởng của trong cung đình thì ăn nó cũng nhỏ cũng thanh. Người Huế không phải là chỉ ăn thức ăn vào miệng mà còn ăn bằng cả ngũ quan. Bây giờ con tôi đã ở Sài Gòn hết, nhưng mà tôi vẫn thích ở Huế một mình. Vì tôi thấy không có nơi nào mà nó có cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh và nó êm đềm như ở Huế. Mình thấy những cái con đường, rồi thấy bờ sông, rồi thấy ẩm thực Huế, nó lôi cuốn mình. Gia đình ngày trước là khi nào giỗ Tết thì trong nhà làm món ăn. Và tôi khi nào thấy những người lớn làm là thế nào cũng là men tới để mà nhìn ngắm, và tự nhiên là thấy là thích học nấu ăn, học làm bánh, tạo cho mình được cái tính chất thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là cẩn thận, thứ ba là kiên nhẫn. Nếu như ai cũng giữ gia truyền món ăn thất truyền á, tôi lại thích để truyền đạt truyền nghề. Dạ. Đúng rồi, muối hoàng yến. Có cái màu mà hoàng yến. Dạ. Đều ở đây. Ở trong cái nghề này là đừng có cho mình giỏi nhất, và cũng đừng là cho mình là thắng ai cả. Vì trong cái nghề này là không có ai hơn ai cả, chỉ có người đi trước và người đi sau. Là câu đó là mình ghi nhớ của cô Trà mãi. Mà tôi không thể nghĩ rằng một người 87 tuổi mà lại vừa sung sức mà lại vừa tâm huyết như thế. Đó là những cái ấn tượng của tôi về cô, và cũng là người thầy của tôi. Cô luôn trau chuốt những cái kinh nghiệm đó và tạo cho những cái người xung quanh mình cái niềm cảm hứng và đam mê. Ẩm thực dân gian, những cái kỹ năng và những cái bí quyết từ thời xưa là đã thất truyền, cô vừa rồi cô cũng đã truyền lại chúng tôi. Truyền dạy về nấu ẩm thực Huế, về món ăn Huế xưa thì tôi luôn luôn sẵn sàng, cho đến khi nào mà không còn sức khỏe để mà truyền đạt nữa mới thôi. Tôi cũng không hiểu từ khi nào mà những cái món ăn, những món bánh của Huế nó đi vào trong tấm lòng của tôi, tấm lòng của tôi. Tôi rất tự hào về cái con người của Huế và là cái ẩm thực của Huế.